Hello, xin mến chào tất cả các bạn trở lại với kênh Hiếu Wifi. Ngày hôm nay Hiếu vừa nhận được một cái hàng trong chờ cũng khá là lâu rồi. Một cái món hàng như thế này mà rất là to nha. Chắc khi mà Hiếu cầm cái này chắc hẳn các bạn biết gì trong này rồi ha. Thường thường thì Hiếu Wifi chỉ có router thôi. Chỉ có router mới là mình đam mê thôi bạn. Hôm nay sẽ chia sẻ đập thùng luôn bạn, không phải đập hộp mà đập thùng cho mọi người xem thử cái nào nha. Mới vừa nhận được các bạn. Niềm vui nó không tả xiết, bây giờ chia sẻ cho mọi người nha. Khui đứt ha. Ở trên này cái giấy mình khui cái đứt thùng này. Các bạn thấy nó có tem luôn ha. Có tem có chữ gì nè. Thì mọi người cũng đoán được một hai phần nha. Bây giờ khui ra. Cảm giác nó sướng lắm bạn. Cảm giác mà khui đập hộp, còn mình là đập thùng, sướng lắm. Ta đây tan tan xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui. Tan được gói ghém khá là kỹ mà bao. Tan một con Ruizier các bạn nha, đây là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng trên thị trường, hầu hết là ai cũng sử dụng, đặc biệt là những cái mô hình nhà hàng khách sạn sử dụng rất là nhiều những cái dòng này. Những bạn livestream bán hàng cũng sử dụng những cái con này rất là nhiều bạn. Đây là một con Ruizier RGEW300 Pro. Đấy, đây là một cái con rồi ha. Cái hình khá là đẹp. Trước đây thì Hiếu chưa có chia sẻ con này bao giờ các bạn ha. Chưa có chia sẻ. Hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người. Trước tiên là một cái video về đập hộp, đập thùng. Đấy, hình đẹp không? Quá đã bạn. Còn một con nữa. Đây là chỉ một con thôi ha. Một con nữa. Tan tan tan. Con này được đánh giá rất là quan trọng nè. Nhiều người sử dụng con này bạn. Những cái nhà mô hình cà phê hay gì đó sử dụng những con này. Nó có khả năng là mét được. Rồi có cái ứng dụng riêng của cái hãng này để quản lý bằng cloud các bạn. Các bạn quản lý qua cloud rất là ổn định. Đây là con R. Đâu rồi, RW đâu? RGEW1002 Pro. Đấy, hai con rồi ha. Đó là hai con các bạn. Bây giờ sẽ bỏ túi. Đã không? Khui thùng các bạn nha. Khui hộp. Tại vì nó còn nguyên đai nguyên kiện chưa có khui. Bây giờ hồi hộp quá, ăn tối ngày đập hộp đập vậy nha. Ta đang tan tàn tan tan tàn quá ghê gớm đây. Quay lại chi tiết cho các bạn xem nha. Rồi, ok. Sách vở đầy đủ. Đây, sách hướng dẫn đây bạn. Tiếng Anh. Đây, warranty card, thẻ bảo hành. Rồi, kiểm tra xem nào. Một cục adapter. Một dây mạng. Dây trắng bấm đầu vàng. Dây này là đầu mình thấy vậy. 5E, cách 5E. Đây, quan trọng là cái con router này được rất là nhiều người đánh giá trong thị trường rất là cao. Ngoài những cái dòng sản phẩm như thế này, nó còn rất là nhiều dòng sản phẩm dành cho nhà hàng khách sạn các bạn. Những loại ốp tường chẳng hạn. Tại vì nó mét được sử dụng, quản lý hệ thống wifi rất là đơn giản, mà nhiều người dễ sử dụng. Và nó rất là chuyên sâu để mà thao tác quản lý từng cái wifi, từng cái thiết bị khi mà kết nối vào. Đó, bạn thấy đẹp không? Ruizier. Đã không bạn? Mở vừa về luôn, vừa cập bến luôn.
dòng này là 12V 1.5A, IP là 192.168.1.10.1. Tuy nhiên nó có một cái ứng dụng, một cái app của Rozier để các bạn có thể kết nối vào và thao tác. Đây có 4 cổng, 1 cổng WAN và 3 cổng LAN các bạn nha. Rồi, một em quá đã bạn ơi, đam mê. Ai ở gần, ai gần Hiếu tôi dẫn lại nhà ra review những cái con như thế này, sử dụng thử, trải nghiệm thử xem nó ổn định không. Con này rất là ấy nha các bạn. Mình thấy một số bạn livestream mua những cái con như thế này nè, livestream cũng khá là ổn, livestream bán hàng nha các bạn. Yeah. Rồi, bỏ qua đó. Thêm một cái con nữa. Con này. Con này là EW300 Pro. Rồi, để mình kiếm con dao đập hộp nha. Chơi nào. Đập hộp thì phải đập hộp từ đây. Nãy đập thùng, còn bây giờ bây giờ đập hộp. Đó. Vui ra. Chơi. Ra không mày. Đây cũng như cái sản phẩm kia thì warranty card và cái hướng dẫn sử dụng. Nha, đặc biệt cái đầu này nó không có màu vàng các bạn nha, cộng dây kia màu vàng, không dây này không có màu vàng, nó như nhau. Rồi cũng như cái kia, một cái cục adapter và một cái con router hình rất là mỏng giống như cái dĩa các bạn. Đây. Tang tang tang. Đó. Máy đỉnh. Máy đỉnh, máy đỉnh. Đã không? Cái sản phẩm này rất là bình dân các bạn. Mình sẽ để cái đường link cho các bạn mua nha. Sản phẩm này rất là bình dân. Bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ ở clip sau nha. Clip này chỉ đập hộp review thôi. Đó, các bạn thấy hai sản phẩm đã không? Quá good. Ngon lành. Rồi, đọc hộp rồi các bạn. Quên che bạn, con này cũng một của anh và hai Lan. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Mình sẽ review từng con và chức năng, nhiệm vụ nó sử dụng như thế nào và nó có thể match được. Tức là những cái con như thế này cùng hãng nó sẽ match được các bạn nha. Match mà wifi nó mượt lắm, ngon lành lắm, xài rồi ghiền luôn các bạn. Tại vì sao mà nói như vậy, có rất là nhiều khách hàng á, mình đi làm á, họ tự trang bị những cái con này nè, tự trang bị những cái con này để họ làm việc, họ livestream sử dụng cho những cái văn phòng nhỏ nhỏ rất là nhiều. Còn những cái văn phòng lớn thì họ có hệ thống cân bằng tải và sử dụng những cái AB, những họ ấy những cái con này sử dụng wifi mượt lắm mà, ngon lành. Rồi, đã đầy ha. Ôi, tối nay chắc ôm ngủ quá các bạn. Quá đã. Không tưởng tượng được. Thôi, hẹn gặp lại các bạn video sau, mình sẽ review từng con một xem chức năng nó như thế nào các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.